xin kính chào cô chú các anh chị đến với kênh Lưu Giữ TV nha. Hiện nay mở cửa cống nha cô chú các anh chị. Đây, chiếc này chạy rất là mạnh mẽ nha. Nhưng mà hướng trong thấy có một chiếc cũng đang ra nha. Không biết sao đây. Tiếp theo là cái chiếc này chạy rất là mạnh mẽ. Giặt giặt nước luôn. Rất là đông cây dừa nghe chú các anh chị, quá trời cây dừa luôn, xứ dừa.
nghiêng nha, chiếc ghe nghiêng ghê quá. Ồ, nó nghiêng kìa. Rồi tắt qua luôn. Rồi cái xà lan này cũng tấp vô luôn. Đây. Bắt đầu mấy anh này về đi nha. Rất là tấp nập, rất là nhộn nhịp nha. Tiếp theo là mấy chiếc chở cháu này, rất là bự nha cô chú các anh chị. Rất là gồ ghề nha. Này là đi ra lấy cháu nha cô chú anh chị. Rất là sâu nha.
Đây còn sót lại một chiếc ghe chở cháu nữa nha, chị kia kìa ngồi rất là cao nha.